Xin chào quý bà con, hôm nay tôi hướng dẫn với bà con cái cách mà chăm sóc cây giống mắc ca ở tại vườn ươm để chuẩn bị đem đi trồng. Thì với cái giống mắc ca ghép hiện nay thì hầu hết các nhà vườn khi mà ghép xong xuất vườn thì họ đã chưa chuẩn bị tốt và huấn luyện cây tốt. Chính vì vậy khi mà bà con mua cây giống về, chúng ta cần phải thực hiện các cái thao tác chăm sóc vườn và chúng ta phải chăm sóc cây cho nó tốt để đạt tiêu chuẩn trồng thì cây tỷ lệ sống sẽ cao hơn. Đầu tiên thì chuẩn bị trồng thì bà con cần phải cắt bỏ cái dây ghép này đi. Hầu hết 80% vườn ươm thì họ chưa cắt cái dây ghép này, nên khi mà về chúng ta đợi để chúng ta trồng cây thì chúng ta phải cắt bỏ nó đi. Thì chúng ta chỉ cần dùng cái dao rọc giấy, chúng ta rọc và chúng ta lột cái vết ghép đó ra là được rồi. Ví dụ như vậy. Có nhiều người chỉ cần rạch nhẹ thôi. Còn nếu mà mình kỹ thì mình lột ra luôn để tránh cái trường hợp là ngay cái vết ghép đó nó bị đọng nước lại. Nó làm cho thối cây, nên là chúng ta kỹ thì chúng ta lột bỏ nó ra luôn. Khi mà chúng ta lột bỏ ra rồi thì chúng ta không nên xếp cái cây của chúng ta nó sát nhau như vậy. Khi mà chúng ta xếp sát thì cái cây nhỏ và cây lớn nó sẽ cạnh tranh với nhau, và những cây lớn nó đè luôn cây nhỏ và cây nhỏ không phát triển được. Nên là chúng tôi khuyến cáo với bà con đó là chúng ta nên xếp hàng đôi để cho cái cây lớn và cây nhỏ nó đều có không gian để nó phát triển, và cái cây chúng ta nó sẽ mập, phát triển đều hơn. Ví dụ như ở đây, chúng tôi cứ xếp hai hàng một như vậy thì nó sẽ có cái không gian để cho cái bộ tán của cái mắc ca nó phát triển tốt. Có nhiều trường hợp là khi mà chúng ta mua cây về ghép thì cái cây này nó có rất là nhiều chồi như vậy, nó bung ra rất là nhiều nhánh. Khi mà bung nhiều nhánh như vậy thì nó sẽ tạo cái tán chùm ở phía dưới, cây sẽ không vươn cao nhanh được. Nên là chúng tôi cũng ở đây chúng tôi cắt lại chỉ còn 2 đến 3 cành to khỏe thôi, 2 đến 3 cành to khỏe, và nó phát triển lên như vậy. Thì sau này lên chúng ta sẽ hãm đọt cho nó bung đều tán thì tốt hơn, chứ không nên để quá nhiều trong cái giai đoạn vườn ươm này. Vì khi để nhiều như vậy thì nó cạnh tranh dinh dưỡng, làm cho chồi không mập. Đây là những cái cành mà chúng tôi cắt bỏ này. Cành ghép cắt bỏ đi. Chúng ta xếp ra luống như vậy. Như vậy thì cái cây nó sẽ khỏe mập tốt hơn. Và bà con lưu ý là khi cây đưa về thì chúng ta không cần phải che nắng nữa. Vì khi mà che nắng thì chúng ta đem ra trồng nó sẽ bị táp nắng và cây sẽ rất là yếu. Nên ở đây chúng tôi sẽ để ra ngoài cái khoảng trống. Buổi chiều và trong ngày nó đều có ánh nắng, nó rọi vào cây để cho cây nó cứng khỏe hơn, và chúng ta trồng thì tỷ lệ sống nó sẽ cao hơn. Và một điểm lưu ý thêm đó là khi mà chúng ta trồng á, thì chúng ta chọn cái thời điểm là cái đọt non này nó phải cứng chuyển qua lá già, như vậy thì chúng ta trồng sẽ tốt hơn. Chúng ta không nên trồng cái cây mà nó đang có đọt non mơn mởn như vậy. Như vậy thì ra cái cây rất là dễ bị héo và phát triển kém. Ngoài ra thì bà con lưu ý là khi mà xếp hàng đôi như vậy chúng ta tưới sẽ rất là khó. Tưới thì nước nó sẽ chảy ra ngoài nhiều hơn. Nên là chúng tôi khuyến cáo bà con nên tưới cho nó đều, và đặc biệt là ở phía trong bà con đưa vòi nước để xịt vào trong cho nó nhiều một xíu, để cho cái gốc của chúng ta có đầy đủ nước tưới để cây phát triển khỏe. Đây là cái chồi thực sinh này. Còn trên đây là vết ghép. Cái chồi thực sinh này nó phát triển quá mạnh, nên là nếu mà chúng ta không chú ý á, chúng ta để một thời gian sau là cái chồi này nó mạnh hơn và nó áp luôn cả cái chồi ghép này,
làm cho cái chồi ghép này sẽ không phát triển và chúng ta mất công đi mua cây ghép, tốn tiền cho cây ghép mà lại là cái trồng nó lên cây thực sinh. Nên là chúng ta phải lưu ý chỗ này để khi mà chúng ta trồng đảm bảo là chúng ta phải để cái chồi ghép phát triển thôi. Vậy thì ở đây thì chúng ta nên cắt bỏ cái chồi thực sinh này đi, như trong cái chồi này đó. Này các bạn thấy cái chồi thực sinh này nó mạnh hơn cái chồi ghép của chúng ta đây. Chiều chiều cha chọn một góc vườn, dạy con trai phong lao trừ hồ bao.